chào bác cô chú mọi người trên diễn đàn của Quốc Dũng. Hồi sáng thì cũng có nói chút xíu nhưng mà bị hắt ra. Chào Tiến Thành. Tiến Thành chia sẻ dùm cho mấy cái diễn đàn đi. Xin chào mọi người. Hai vào trước xin giúp chia sẻ giùm ạ. Vâng, chào Quốc Lộc. Chào mọi người. Vâng, vâng. Quý vị nào có vào trước xin giúp giùm ha. Chia sẻ cho mọi người cùng vào xem. Chào dì Nha Linh. Xin chào tất cả quý vị đang tham dự diễn đàn của Quốc Dũng. Nha Linh chia sẻ giùm cho mấy cái diễn đàn, cho tất cả những cái diễn đàn có anh chị vào tham gia diễn đàn với Quốc Dũng cho nó vui. Không biết sao mà cái Facebook của Dũng là coi như là gần một tháng nay là coi như không mời được ai lên chung vui với lại Quốc Dũng. Chào Quốc Lộc. Không biết nó ngộ ghê, không biết nó phá cái gì. Chào Nguyễn Anh Dũng. Thôi bây giờ để mình vào cái câu chuyện ha. Rồi bác cô chú nào có vào sau thì thôi ha. Tại vì thời gian nó cũng cũng có hạn nên mình chỉ nói vài chuyện thôi. Thì cũng mong rằng là mọi người đó thì giờ này thì chắc có lẽ là mọi người cũng đang mọi người đã đi làm về hết rồi để mà chuẩn bị bữa cơm chiều đúng không ạ? Vậy ra cho nên là chắc cũng ít có người tham dự. Dạ đúng rồi ạ. Cái Facebook của mình nó bị không biết ai ai họ họ phá cái chức năng mà để mà chào Tiến Hưng, để mà mời quý vị lên tham dự. Cái đó mình cũng không biết vì sao mình sửa nữa. À, bị lâu rồi, bị nay là gần một tháng rồi. Nên là cũng cũng buồn lắm. Tại vì mình non ngồi, mình nói mới tắm xong. Mary Nguyễn ơi. Chào Mary Nguyễn nha, chào Trần Tiến Hưng, chào Tâm Phạm. Không thì cũng thật ra cũng không có chủ đề gì. Thì trước khi mình nói chuyện thì mình cũng nói có một vài chuyện cũng nó cũng nhỏ thôi. Thì cái vấn đề mà cái mạng Facebook này nè, thật ra thì mình cũng nói nhiều lần rồi, hôm nay mình chỉ nhắc lại tại vì cũng có nhiều quý vị kết bạn với lại Quốc Dũng sau cũng mới đây thôi, cho nên họ cũng chưa có hiểu cái ý Quốc Dũng là làm diễn đàn để làm gì và tại sao lại có cái những cái diễn đàn như vậy. Thì thật ra thì Quốc Dũng thứ nhất đó là cũng xin nói rõ một lần nữa là Quốc Dũng không có theo một cái tổ chức nào, cũng không có là coi như là trong một cái hội nhóm nào cả. Quốc Dũng chỉ là một cái người dân lao động bình thường ở cái thành phố Hồ Chí Minh này để mà tự phát nói lên những cái bức xúc của mình khi mà bị cái lũ ba que xỏ lá nó lợi dụng cái mạng Facebook để nó tuyên truyền, nó chửi bới về cái đất nước Việt Nam của mình. Thì Quốc Dũng là bức xúc để mà lên tiếng nói thôi, và cũng không có phải là chủ đích để mà câu view, câu like hay là cái gì cả. Nói chung là được quý vị, mọi người lên đây ủng hộ cho Quốc Dũng, đó là cái điểm
rất là hạnh phúc của Dũng rồi. Cũng Dũng sống rất là thật, cũng Dũng coi như là không có diễn được. Nói chung là từ nhỏ đến lớn chưa biết diễn là cái gì. Mình có sao mình nói vậy. Và mình cũng không phải là một diễn giả, lại càng không phải là muốn dạy đời ai, hay là muốn muốn lên lớp hay là như thế nào. Cái đó hoàn toàn Uống Dũng không có ý nghĩ đâu. Bởi vì nếu mà so về cái học vấn thì mình không bằng ai cả, đúng không? Vâng. Cho nên là mình cũng có thay đổi nhiều lần rồi Quốc Lộc ơi. Mình có xóa cũ đi, xóa tới xóa lui mấy lần rồi. Thì nói chung là mình cũng không có phải là có một cái giờ giấc nào nó quy định cả. Nói chung là chào Minh Ca, mình hứng giờ nào thì mình lên mình nói giờ đó. Chào Khoan Đỗ, chứ mình cũng không có phải là có chủ đề gì mà soạn sẵn. Như quý vị cũng thấy Quốc Dũng làm live không có bao giờ mà ghi chủ đề cả. Thế là bác cô chú anh chị em muốn nghĩ nó là cái gì thì nó ra cái đó thôi. Trừ tượng đi ha, cho nó dễ. Không. Còn đối với cái lũ ba que, sọ lá ở bên kia, ở bên nước ngoài thì bọn chúng cũng vậy. Mình nghĩ nó cũng có nhiều khi cái tiếng nói của Quốc Dũng cũng bị chặn thật sự. Mà cái điều đáng buồn là ngay cả những có một vài người trong fan list của mình, họ không có muốn mình lên tiếng nữa. Họ lấy đủ thứ lý do để họ ngăn cản mình. Nhưng mà mình, đối với mình thì cái chuyện nó không có thành vấn đề. Mình xin phép không có được nói tên, không có nói tên cái người đó ra đây, và cũng không có nói những cái fan list đó ra đây làm gì. Đó, mình không có muốn chào Thái Ngọc Duyên à. Mình cũng không có muốn nói tên những cái người mà muốn ngăn cản mình, không có muốn mình lên để mà diễn đàn mà nói. Họ nói là mình nói không hay, không thuyết phục, không thế này thế nọ. Trời ơi, cái chuyện đó thì nếu mà mình hay thì mình làm diễn giả rồi. Vâng. Mình hay thì mình làm diễn giả rồi, mà mình cũng chẳng có lên đây để mình dạy đời ai trên. Nói chung là cái đời sống nó thật sự như bây giờ mình thấy nè, ngay chỗ mình ngồi nè, nó rất là bình yên. Thấy không? Buổi chiều bây giờ người ta, mình ngồi là mình hay ngồi, mà đây cái chỗ mình ngồi là nó gần một cái khu vực của một cái chợ lớn nhất nhì trong thành phố này, mình gọi là chợ đầu mối. Nếu mà thấy không, cuộc sống nó rất là bình yên. Người ta buôn bán một ngày trời, bây giờ người ta trở về, người ta cùng với cha mẹ, gia đình người ta lo bữa cơm chiều, ta nghỉ ngơi, tối ta rảnh ta coi đá banh thế thôi, xong. Không? Không có đá banh thì người ta đi bách phố, người ta mua sắm hay là người ta ăn tối, chè cháo, phở gì đó. Không? Nó hết sức là coi như là cấm, không phải là cấm bạn Khoan Đỗ, cấm làm sao cấm được. Làm sao mà cấm được, nhưng mà có cái họ ngăn cản mình. Họ thấy họ nói mình là nói thế này thế nọ. Ôi mà nó nhiều chuyện lắm. Mà thôi mình cũng chỉ nói như vậy thôi, chứ mình cũng không có đi sâu vào vấn đề. Không, kệ họ đi. Mình không phải là đấu tranh cho bản thân họ. Mình đấu tranh đây là mình nói là mình mẹ công cái luận điệu và xuyên tạc những cái luận điệu mà đánh phá lại cái đất nước này, thì chửi bới về những cái đường lối, những cái chính sách của đảng. Là mình đã nói rồi, cái đất nước này là của 90 triệu dân, hơn 90 triệu dân, đúng không? Là đất nước này được 90 triệu dân người ta bảo hộ và người ta giữ gìn. Nó mỗi người một công việc người ta làm để người ta lo, ta xây dựng cái tổ ấm người ta, rồi người ta xây dựng đất nước này, đúng không? Chứ chẳng có riêng ai cả. Cái đất nước này chẳng có riêng ai cả. Cái tổ quốc này cũng không có riêng ai cả. Đúng không? Chỉ là cái lũ mà ba que sọ lá, nó đã ra đi, nó chối bỏ cái quốc tịch Việt Nam, thì nó thấy cái đất nước phát triển thì nó ganh tị, nó ganh ghét. Bởi vì tụi nó có một cái cuộc sống ở bên đó, nó thật sự với quý vị, như mình biết được, tụi nó là ăn nhờ đậu người ta, cho nên tụi nó không có được cái sự tự do thật sự. Nó không được quyền quyết định.
cái vận mệnh của cái đất nước mà nó đang sống. Mặc dù miệng nó thì nó nói nó có quyền bầu cử tổng thống này tổng thống nọ, hạ nghị viện này thượng nghị viện kia, nhưng thật sự ra nó không có một cái tiếng nói nào hết. Chẳng qua là người ta muốn cho nó có những cái tổ chức để tự quản lấy nó thôi. Tôi lấy điển hình, tôi nói thí dụ như là bây giờ như vậy. Thí dụ như bây giờ tụi nó là một cái cộng đồng đi, cứ cho tụi nó là một cộng đồng người Việt đang sinh sống, đang sinh sống ở trên cái đất nước của người ta. Đất nước của người ta, tôi nói thẳng luôn là đất nước Mỹ đi. Thì ông Trump, ông cũng muốn cho tụi nó có một cái cộng đồng. Đó không? Và tại vì là cộng đồng người Việt thì đa số là biết tiếng Việt Nam thôi. Đó không? Thì cũng muốn cho nó tạo dựng thành Chào Quang Cường. Nó có một cái tổ chức để mà quản lý cái người Việt với nhau. Ví dụ như bây giờ người Việt thì cũng muốn bầu ra một ông tổ trưởng hay là tổ trạng gì đó để mà quản lý lấy cái người Việt của mày. Rồi cái người Việt đó thì cái người đứng ra đại diện vậy thôi, thì để lên tiếng nói để mà người Việt muốn cái gì. Không lẽ bây giờ mỗi lần muốn kiến nghị lên ông tổng thống Mỹ cái gì được, phải thông dịch này nọ đồ, rồi mỗi người nói một câu, người kia nói qua nói lại, nói lâu lại đâu có ai hiểu. Cho nên chỉ cần đại diện một người đó, nó giống như là quốc hội vậy đó, có một người đấy vậy thôi. Chứ còn thật ra nó cũng chẳng có một cái sự tự do gì, nó cũng không phải nhà của nó, nó cũng không có quyền quyết định cho nước Mỹ bất cứ một cái gì cả. Đây là mình nói riêng cái lũ ba que tỏ lá thôi nha, chứ mình không có nói chung cộng đồng người Việt yêu nước. Cộng đồng người Việt yêu nước là khác, đúng không? Còn cái lũ và chống cộng cực đoan nó là một cái thiểu số, là một cái nhóm, một cái đảng, như là đảng Việt Tân, đảng Đào Minh Quân này nọ rồi đó, là những cái đảng chống cộng cực đoan. Tụi nó là một cái đảng riêng, tụi đó từ một cái cộng đồng người Việt nó tách ra riêng, nó sống độc lập, nó cô lập nó một mình để mà nó tìm cách nó chống phá lại quê cha đất mẹ của nó. Là cái đám đó là mình lên án thôi, còn chứ mình không có lên án cộng đồng người Việt tại Nam Cali hay là các cái tiểu bang khác ở trên ở Mỹ hoặc là ở Úc hay là ở các cái nước khác vân vân. Đây là mình chỉ tóm gọn lại cái đám mà chống cộng cực đoan. Bởi vậy cho nên tất cả bác cô chú nào kiều bào ở Mỹ xin nhớ rõ dùng cho Quốc Dũng cái điều đó, chứ Quốc Dũng không có quơ đủ cả nắm, đúng không? Xin lỗi quý vị, mình cũng có điếu thuốc, nói nó hay hơn một chút, nó nhập tâm hơn một chút. Mà bây giờ mình hồi sáng mình nói có chút xíu mà nó không biết nó vào thế nào, mà nó hắt một cái rồi mình vào lại cái like của mình không được nữa, cho nên mình ngưng. Thì mình chỉ nói lên cái sự thật thôi. Thì một cái đất nước mà nó luôn, đất nước nào nó cũng có cái chủ quyền của đất nước đó, đúng không? Khi mà cái đất nước mà người ta muốn phát triển thì người ta mở cửa ra cho thế giới người ta nhảy vào, để người ta tìm một cái đường hướng để người ta làm ăn, đúng không? Đất nước Việt Nam mình sau cái thời chiến tranh 43 năm rồi, 20 mấy năm sau mình mới được bình thường hóa về thương mại với tất cả các nước trên thế giới, được vào WTO rồi được bình thường hóa thương mại. Thì lúc đó tất cả các nước người ta bắt đầu, người ta ào ào người ta đổ xô vào, người ta làm, đúng không? Thì nước nào vào Việt Nam mà họ biết chấp hành cái luật lệ của Việt Nam, họ chấp hành cái pháp luật của Việt Nam, đúng không? Rồi họ đem lợi nhuận đến cho người dân Việt Nam, đúng không? Nói chung là có lợi cả đôi bên. Chẳng có ai mà chào, em chào anh bố Hùng Phạm. Chẳng có ai mà muốn đi ra bỏ tiền đồng vốn ra mà làm ăn mà lỗ lã cả. Nó hẳn là một câu như vậy, đúng không? Ai đi vào đây cũng muốn làm ăn, cũng muốn có lợi. Mình đi buôn bán cũng vậy, mình muốn vào Hậu Nam, mình muốn buôn bán cái gì mình cũng phải có lợi, chứ không phải là mình muốn đem cái vốn của mình quăng xuống biển. Thì Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật, Pháp vân vân và vân vân, tất cả các nước nó vào Việt Nam mình, nó đều làm ăn là nó muốn đem có lợi. Đổi lại mình cũng vậy, khi mà mình cho nó, mình làm ăn với nó thì mình cũng có lợi mình mới làm ăn chứ, đúng không? Còn nó làm ăn mà nó chỉ muốn mà lợi cho nó, còn nó làm cho mình thiệt hại thì mình đấu chơi nó làm cái gì,
đó. Nhưng mà cái lũ ba que sổ lá này thì nó không bao giờ nó muốn cho cái đất nước này làm ăn được. Nó muốn là mình lúc nào cũng bị lỗ thôi. Thế mà nó bảo là nó yêu dân tộc Việt Nam, nó muốn giải phóng cái dân tộc miền Nam Việt Nam này ra khỏi cái áp thống trị của cái đảng cộng sản độc tài. Thì thật ra đó thì mình thấy mà suốt ngày nó tìm đủ mọi cách nó phá hoại cái đất nước này, nó nói một đường, nó làm một nẻo. Đúng không? Mà quý vị thấy đó, cái đất nước này á, đã được coi như là đã được hình thành, đã được giải phóng, gọi là Nam Bắc nối liền là 43 năm rồi. Người dân người ta đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ để người ta xây dựng lại cái đất nước như là có được như ngày hôm nay. Giả sử như là có những cái tòa cao ốc được mọc lên, đúng không? Người dân được biết đến cái này cái kia, văn minh được biết đến internet, được biết đến cái này cái kia. Nếu mà đảng cộng sản mà nó độc tài như tụi nó nói thì tôi nói thật, bây giờ cũng chẳng có ai mà biết đến cái internet là cái gì, đúng không ạ? Chỉ có cái điện thoại cùi bắp có gọi ok, alo alo với anh này anh kia rồi xong rồi đó. Chứ còn cũng chẳng có biết cái anh Google là ai, mà chẳng biết cái chị Facebook là ai, mà chẳng cũng chẳng có biết cái mấy cái mạng xã hội là cái gì, đúng không? Tức là đất đảng cộng sản người ta vẫn mở rộng cánh cửa ra mọi mặt, đúng không? Để cho người dân người ta tự người ta tìm hiểu và người ta tự nhận biết được cái đường hướng người ta đúng hay sai. Cái đó là cái mà người ta thương dân, người ta lấy lòng dân, người ta từ dân người ta đi ra. Trên thực tế đảng cộng sản là từ dân đi ra nè, chứ chả có một cái gì. Cái đó chỉ là một cái đường lối thôi, đúng không? Một cái đường lối, một cái chính sách mà nhà lãnh đạo của Việt Nam mình người ta đi theo cái đường lối đó. Nó cũng có cái sai của nó, cũng có những cái lạc hậu của nó chứ không phải là không có. Nhưng mà từ từ từng bước người ta sẽ thay đổi, người ta sẽ chuyển hóa nó, đúng không? Thế mà nói về cái đất nước Việt Nam này, nói là độc tài, đảng cộng sản này nó độc tài, nhưng mà tôi thấy nó có độc tài đâu. Bây giờ thậm chí nó văn minh, nhưng mà nếu mà nói về cái tầm văn minh và cái tầm mở rộng của nó, không có thua gì những cái đất nước mà người ta bảo là tư bản đa đảng đa nguyên đồ này nọ đồ. Nó còn hơn như vậy, nó quá tự do luôn, đúng không? Nó thật sự là nó quá tự do luôn, nó tự do đến mức độ mà phải cần phải báo động luôn đó. Điển hình như cái Facebook này, nếu mà nó không tự do cho đến cái ngày hôm nay thì tôi nói thật với quý vị, đố có thằng nào con nào ba que sổ lá mà lên đây mà chửi được một câu. Tôi nói thật đấy, xảy ra bao nhiêu những cái vụ án, từ vụ án nhỏ thôi đến những cái vụ án mà thương tâm nhất xảy ra trên cái mạng Facebook này rồi. Cho nên bây giờ người ta cần phải siết chặt lại, cho nên người ta ra có luật an ninh mạng để người ta siết chặt lại một chút, người ta hạn chế bớt những cái tội phạm lợi dụng cái mạng Facebook này để mà phá hoại đất nước, phá hoại lẫn nhau. Như vậy có gì sai mà tại sao lùi với chúng mày ở bên đó chúng mày chống? Mà trong khi đó cái luật an ninh mạng của Mỹ, tụi mày chỉ cần mà lên trên Facebook tụi mày hăm dọa nhau thôi là nó đã file down ra, nó xu tụi mày, nó thưa tụi mày đi tù rồi. Nó là mới hăm thôi nha. Còn tụi mày live stream như vậy mà tụi mày vác vũ khí lên như là súng ống đạn dược lên mà tụi mày khè người ta là tụi mày đủ đi tù rồi. Còn trong khi đó tụi mày thấy ở Việt Nam mà như thế nào? Cái gì cũng đưa lên Facebook, đánh nhau, học sinh đánh nhau rồi. Ôi, tựa lưa tá lạ một binh đem lên cái Facebook này để mà không biết làm cái trò gì. Nhất là cái tụi trẻ trâu họ một chút rồi, mà có khi vác cả những cái đồ tầm bậy tầm bạ lên buôn bán ở trên cái mạng Facebook này. Thì tôi hỏi là cái đất nước nào tự do, cái đất nước nào? Mấy ông, mấy bà, bác cô chú trong nước nè, cùng với những cái lũ mà ba que sổ lá, chúng mày coi ai tự do hơn ai? Ở bên Mỹ nó có những cái mà Facebooker mà lên mà quảng cáo ba cái tàu lao ở trên đó không? Hay là chỉ có cái Facebook của Việt Nam thôi?
Cho nên khi mà cái luật an ninh mạng người ta ra là để người ta khống chế lại những cái hành động lợi dụng cái mạng xã hội để mà đánh phá lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, vu khống lẫn nhau, à, rồi à, xuyên tạc, có thì nói không, nói có nói không. Đó, người ta phải khống chế lại bớt. Mà người ta nói thật xin lỗi, Việt Nam mà đi quá chậm luôn, đúng không? Chứ thật ra nó là không phải là đi quá chậm, đã có lâu, từ lâu lắm rồi, chứ không phải là không. Nhưng chẳng qua bây giờ người ta muốn khống chế mạnh tay hơn nữa thôi. Có vậy thôi mà cũng lợi dụng vô cái chuyện đó để mà tào lao, phá hoại. Mà cái chuyện của đất nước của tôi, Việt Nam thì để cho Việt Nam người ta no. À thì ra là chẳng qua là thấy là chuẩn bị là cái chén cơm nó xong chuẩn bị đổ rồi. Lợi dụng cái mạng Facebook của Việt Nam, lợi dụng cái đất nước Việt Nam này mua bán đổi chác ở bên đó, bây giờ không xong rồi, cái gì không? Bây giờ không có mà tuyên truyền được cho người dân Việt Nam rồi, bắt đầu là không còn cái đường mà xạo láo, bố láo, bố léo rồi, bắt đầu là quay ra là thấy người ta ra cái luật.